Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Tiếp tục vẫn là series mấy trái bóng thôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ có video sút penalty bằng các quả bóng khác nhau nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ bốc phiếu trước để xem ai gặp ai trước. Sau khi bốc phiếu xong thì mọi người sẽ bốc bóng quả bóng, mọi người phải đá bằng quả bóng nhá các bạn nhá. Ok. Rồi bốc đây, bốc phiếu trước. Ủa. Ai hiểu, bác là chọn nào? Các bạn ơi, của tôi là số 2. Của tôi số 10 các bạn ơi. Của tôi số 2 nhé các bạn nhé. Rồi, thế tức là bác Ngọt là số 1 rồi. Thì lại đúng hai thầy trò bác Ngọt một trận. Đúng là tôi thầy Hiếu một trận rồi. Đúng là thầy nào trò đấy các bạn ạ. Chết dở rồi. Toàn thầy trò đấm nhau đúng hết mồm các bạn. Toàn thầy trò giết nhau thôi. Rồi nhưng bây giờ quan trọng là mọi người bốc này, bốc xem mọi người đá quả gì này. Rồi. Rồi. Quả này đi. Em ơi, bay thế. Rồi, Vinh. Bóng rổ rồi. Rồi, đây tôi đây. Bóng đá. Gì ăn không à? Các bạn ơi, tôi bóng đá ở quạt đây là tôi sút. Tôi sút anh con vỡ mồm các bạn. Rồi, của tôi. Của tôi là bóng chuyền, mày cũng vỡ mồm hơn này. Rồi, bóng chuyền rồi. Tôi đây gọi đây. Vinh ạ, à, Vinh là bóng khổng lồ. Đúng là bóng khổng lồ của Vinh luôn. Của tôi là bóng nhựa đấy các bạn nhá. Bóng nhựa, bóng nhựa thì bắt các bạn. Vậy là cặp đấu và bóng thì đã phân chia hết nha. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trận đấu luôn. Tôi mà anh Côn thi đấu thì tôi sẽ là người bắt trước nha các bạn nhé. Còn anh Côn sút, anh Côn sút mạnh lắm các bạn. Chắc tôi vỡ mặt các bạn. Côn là vào bóng chuyền à? Ừ, anh Côn bóng chuyền các bạn. Các bạn biết lực sút của anh Côn đấy. Tí tôi toàn né hết các bạn. Sút bóng chuyền hay bóng đá với khoảng cách 11 mét thế này thì nó cũng như nhau thôi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không đá mạnh, tôi chỉ đá nhẹ để cho thằng Hiếu nó bay người để xem thế nào nhé các bạn nhé. Thì bây giờ sẽ là 5 quả đá của tôi. Bay đi. Rồi các bạn ơi, quả thứ hai của tôi nhá. Rồi. Quả này. Đu đây. Găm đúng ở góc cao này. Góc. Cho mà biết bên kia trước à? Găm gì mà găm à? Găm nè. Các bạn ơi, bóng chuyền này đá rất là nhẹ thôi, nó đi rất là ác nhé, liếm xả ngang vào gôn luôn. Anh Côn thế nào sút ghê thế nhỉ? 2-1. Thứ 3 nha. À anh toàn ấy thôi, toàn là rung lắc lưới thôi. Các bạn ơi, bóng này hình như là đi nhanh nhá, đá đâu có lực đâu. Bóng này đi nhanh lắm các bạn ơi. Tôi bay người hết cơ rồi mà vẫn không vô được quả đấy. 3-2 à? 3-2. Quả thứ tư này tôi sẽ thực hiện kỹ thuật gì nhỉ, quên nhỉ, Palenka nhé các bạn ạ. Kiểu lừa thủ môn, xúc bóng nhẹ nhàng ấy. Nhớ. Các bạn ơi, anh Côn vừa nói gì đấy các bạn? Chắc lại sút mạnh vào mặt tôi, nhầm nhầm vào mặt tôi rồi các bạn. Rồi. Vẫn lên trời cơ đây. Trời ơi, quả lừa được thủ môn rồi nhưng mà bóng nó bay hết lên trời. Vậy là chúng tôi 4-2 à? Thì bây giờ tôi sẽ đá quả cuối cùng nhá. Quả này tôi sẽ dùng lực hết cớ để đá quả bóng chuyền này xem nó bay đi đâu, bay thế nào nhé các bạn nhé. Nhanh lắm các bạn, quả là nó nhẹ mà. Bay nhanh. Bác không phản xạ luôn các bạn ạ, tôi không kịp phản xạ các bạn ạ. Rồi, vậy là tôi 5-3 nhá. Thì bây giờ sẽ đến lượt Hiếu. Hiếu bốc phải vào quả bóng gì? Bóng đá mà. Ok. Đấy, chúng tôi chơi thể thao chúng tôi cũng phải trang bị tất cả các sản phẩm luôn để chống chấn thương đấy các bạn. Như cái này là mọi người mà có bay nhảy thì cổ tay mọi người rồi xuống đất mọi người không bị chảy xước à. Có trên giỏ hàng ở TikTok của tôi nhá. Thì tôi có để đường link ở dưới phần mô tả video đấy. Các sản phẩm của tôi, các bạn nào mà yêu quý ủng hộ tôi thì các bạn có thể ghé đường link đấy các bạn ủng hộ tôi nhá. Các bạn ơi, đợt này tôi sút nhá. Tôi ăn chặt các bạn ạ. Tôi toàn nhằm mặt anh Côn hết để trả thù nhá. Xem anh Côn phản xạ như thế nào các bạn nhé. Rồi, yêu bạn chưa? Rồi. Ui ơi. Ra ngoài rồi các ơi.
Quả thứ hai là tôi không sút giỡn nữa nha các bạn nhé. Tôi sút thật đấy. Quá nhẹ mà anh con ơi. Các bạn ơi. Chân rồi. Vừa sút nhẹ đấy mà anh con không bắt được, chán nhỉ các bạn. Không bằng tôi, còn này bắt không bằng tôi. Các bạn lại ngu hơn tôi, khả năng ngu hơn tôi các bạn ạ. Quả thứ ba là tôi nha các bạn nhá. Anh con chuẩn bị chưa? Các bạn ơi, thế thì bay thế nào nữa? Vậy là 3 và 2. 3 và 2 à? Các bạn ơi. Quả đấy các bạn đà kia cộng Tôn Ngộ Không chả bắt được quả đấy các bạn ạ. Quả tư của tôi nhá. Quả này tôi sút nhẹ thôi, không anh côn không được cản phá nào gì này. Tồi tài hơn tôi ngại lắm các bạn ạ. Thôi. Các bạn ơi. Tôi sút nhẹ mà có sút mạnh đâu mà anh côn chả bắt được quả nào, chán thế không biết được. Quả thứ 5 này quả cuối cùng của tôi nhé, cho anh côn biết sự đẳng cấp của tôi luôn. Rồi. Bơi ổi bơi ếch rồi. Quả cắn phá được bạn đẩy vào quả. Các bạn ơi. Chi ba lạ của tôi vẫn đẳng cấp luôn các bạn. Xoay xoay nữa. Xoay xoay mà. Chán thật, anh Côn có biết sút đâu. Côn có biết bắt đâu. Chán lắm các bạn. Vậy là trận bán kết đầu tiên Hiếu đã thắng tôi nhá. Thì bây giờ sẽ là trận bán kết thứ hai giữa Bác Ngọt và Vinh Tiền Lẻ. Giờ là trận chiến giữa tôi và Vinh nhá các bạn nhá. Thì là tôi thì vào quả bóng nhựa các bạn. Bóng nhựa thì tuy rằng nó liệng nhưng mà nó lại nhỏ, lại khó bắt các bạn. Thằng Vinh là bóng to, khả năng là Vinh thua 100%. À, giờ thì tôi sẽ là người đá trước, thằng Vinh sẽ bắt nhá. Quả đầu tiên của tôi nhá. Vinh ơi, quả ra sút giữa mồm mày này. Ok bác ơi. Quả này rung cây dọa khỉ, mặc dù bóng nhựa nó không đến. Bóng nhựa thì dọa cháu, không phải đi. Ui, thế thì đá được, bắt làm sao được. Siêu, 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 gạch, gạch, siêu. Vinh ơi, tiếc quả thứ hai này. Quả tôi không cho vào này. Quả thứ hai. Ok. Cả Vinh nó đoán đúng hướng rồi nhưng mà bóng nó nhỏ và lại loạn các bạn ạ. Nó sờ đúng bóng rồi các bạn ơi. Sờ đúng bóng rồi mà. Rồi. 2 vào 2 rồi Vinh ơi. Riêng tôi nó đá mà 5 quả vào 2 thì Vinh không có cửa gì rồi. Vì Vinh đá quả bóng kia ra vào được. Đúng rồi. Rồi. Vinh đá quả bóng khổng lồ khó vào lắm. Được chưa? Quả kia nó đánh rất nhiều rồi. Ừ. Quả thứ 3. Tôi. Vinh quá hay thế rồi đây. Vinh phải đẩy tốt đấy. Tiếp quả thứ tư rồi. Rồi. Đúng rồi. Quả này Vinh ạ. Rồi. Có lóc lưới các bạn ơi. Vậy là 4 và 3. Một quả cuối cùng nhé các bạn nhá. Quả sút lực mạnh hơn tí nhá. Ừ. Không ấy được các bạn. Siêu. Các ơi, 5 và 4 thì Vinh không có cửa gì. Tôi nói thật nhá, bây giờ đến từ Vinh đá quả bóng to kia tôi chỉ bắt bằng đầu thôi. Thật, bắt bằng đầu. Các bạn ơi, ông trời không thương tôi các bạn. Tôi đá đã không giỏi rồi, bốc ngay vào quả bóng to. Thôi không sao, tôi mới đi tập huấn về, kiểu gì bác Ngọt cũng vào mồm. Quả đầu tiên. Rồi. Chốc cái này. Ui giời. Quả đấy đá cũng lực quá lực đấy mà có bóng nhẹ, quả bóng kia to ấy, nó nhẹ các bạn ạ. Nó không mạnh các bạn. Quả thứ hai của tôi nhá, tôi phải cố gắng vào một quả không thì thua ngại lắm các bạn. Rồi. Quả thứ hai. Ui giời. Vẫn không vào được các bạn ạ. Quả này to ấy, sút nó khó với cả không có lực mấy các bạn. Quả thứ ba của Vinh Tiền Lẻ các bạn ơi. Bác nhớ bắt bằng đầu nhá. Quả thứ ba của tôi này. Bác Ngọt bảo bắt bằng đầu, mày cứ đá sệt cho anh, sệt ra hai góc rồi đỗ bay bằng đầu được. Đã sệt thôi, ra hai góc. Đánh đầu đi. Đấy, đánh đầu sao được các bạn nhỉ? Nếu ba quả vừa đấy như thế thì đánh đầu cũng khó lắm các bạn. Rồi. Thôi đi Hiếu ơi. Ui ôi. Liên sàng ngang các bạn ơi, ui cay thế.
Vậy là Vinh 4 có vào 1 các bạn ạ. Giờ là quả cuối cùng của Vinh nhá. Ôi, đúng giữa coi, đúng giữa thật. Tại khó thế, có thế nào nhỉ? Khó nhỉ Vinh ạ? Khó Vinh. Không, khó mà các ạ. Khó. Ôi, gọi là đúng là tôi bắt được đầu. Nếu đã ra cái 5 quả tôi bắt được đầu thì Vinh ở vẫn thua. Không, bắt nếu mà bắt được 3 quả kia vào đầu thì trong góc kia bắt làm sao nhảy tới. Không, 5 quả bắt vào đầu anh nghĩ khả năng Vinh vẫn thua vì quả bóng to này nó khó làm vào lắm. Khó vào. Ừ, thế nó cũng khó rồi các bạn. Thôi rồi, tôi chấp nhận vậy, tôi bốc vào quả bóng to phải chịu luôn các bạn. Vậy là qua 2 trận bán kết thì các bạn biết kết quả rồi đấy. Thì Hiếu mới bác Ngọt vào chung kết nhá. Thì bây giờ tôi với Vinh sẽ đá trận 3-4 trước. Nhưng mà trước khi đá 3-4 thì chúng tôi sẽ bốc phiếu để xem chúng tôi đá quả nào nhá. Rồi, phiếu đâu Hiếu ơi? Này, xin mời hai người 3-4 bốc phiếu đi. Cũng bắt đầu muốn là... Đây đi coi. Rồi, rồi. Một người đầu, một người đít rồi. Tôi là gì đây? Anh Côn là bóng khổng lồ rồi. Các bạn ơi, tôi là khổng lồ nhá. Tôi quả bóng... bóng rổ. Quả bóng rổ này tôi còn hy vọng một tí. Kia vừa quả bóng to khổng lồ kia đá nó khó rồi các bạn. Quả bóng rổ này khác gì quả bóng hơi bình thường như vừa nãy anh Côn mới cả Hiếu đá đâu. Rồi, quả đầu tiên tôi nhá. Hiếu thổi coi nhá. Quả đầu tiên. Ui đi ơi. Không tin gôn các bạn ơi. Tôi định bay ra bên lại cho Vinh đá ra bên lại nhưng rất may là bóng không vào gôn. Các bạn, tôi lừa như thế thôi mà nó không vào gôn phải chịu đúng không? Quả đá cũng vậy, kỹ thuật nhẹ vừa vừa thôi mà định lừa ra bên kia rồi mà không vào các bạn. Thôi quả thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 tôi vẫn phải cố gắng sút vào nhá. Quả thứ 2. Các bạn, quả thứ 2 là tôi phải cố gắng vào nhá. Rồi, nhớ tí nào. Ui ui. Yes, các bạn ơi. Thứ ba tôi phải cố gắng vào nhá. Không các bạn là bảo tôi là tồi tệ. Rồi. Quả thứ ba. Bắt ngọt, anh Côn. Đấy, quả đấy thì anh bắt anh Côn bắt được mất. Quả thứ tư. Các bạn này anh Côn ơi. Tôi nhìn bên kia, tôi xuống bên này, anh Côn bắt được rồi mà không cản được các bạn ạ. 4 vào 2 nhé các bạn nhớ. Quả cuối cùng. Rồi, quả cuối cùng. Đâu bên này. Ui ôi. Lừa bên đấy rồi các bạn. Anh Côn định bắt bên kia rồi mà tôi lừa xuống bên này, anh Côn chưa bay ra các bạn ạ. Ê, đẹn thế. Em lừa làm sao được anh em ơi. Vinh cái quả bóng rổ đấy mà 5 quả mà sút cái vào 2 thì tôi phải đá quả bóng này to thật. Nhưng mà Vinh có sút vào 2 thì khả năng tôi chiến thắng vẫn cao các bạn ạ. Chưa. Ai bắt cỡ đi, bắt cỡ này. Không các bạn ơi, phải tính toán lại chiến thật các bạn. Hết cớ nhưng phải ra rìa cơ. Chứ hết cớ mà vào giữa Vinh vẫn bắt được các bạn ạ. Găm góc cao à, găm đi. Găm góc cao. Này, găm góc cao này. Đánh bên này, đã xuất đường ấy bên này à. Ờ các bạn ơi, đúng thật sự rồi. Thì bây giờ tôi sẽ không đá mạnh nhá, giờ tôi sẽ đá vào thôi. Vì mục tiêu của tôi là 3 quả mà nhưng mà 2 quả trượt rồi. Thì bây giờ tôi cứ đá làm sao cho vào thì thôi nhá, không cần sút mạnh các bạn. Quả thứ 3 của anh Côn. Quả này phải lừa ông Vinh nữa rồi. Chân các bạn ơi. Không, quả vừa trượt chân quả kiểu sút giờ lắc cô bô ấy, vừa không. Nó đi vào bên này cái nó lại cắm xuống sàn đây luôn. Em trượt chân không em bay được bên này rồi. Trượt ta chắc này. 3-1 các bạn ơi. Ê, quả đã bắt được rồi đấy. 3 quả của anh Côn vào 1 nhá các bạn nhá. Quả thứ 4 của anh Côn. Các bạn ơi, quả thứ 4 trượt chân thôi. Quả này không vào vào đâu các bạn ạ. Không vào các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. May tôi đẩy lên tí các bạn. Quả cuối cùng của anh Côn. Thua anh ơi. Găm đúng góc cao cái thật đấy. Thôi. Chà 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 chà.
Đấy, các bạn ơi, quả bóng to là thằng Vinh nó không sợ bóng, nó dám bay, nó dám bắt các bạn. Nếu mà đá những quả bóng đá hay bóng chuyền hay bóng rổ, đố thằng Vinh nó dám bay, nó bắt những quả như thế, các bạn hiểu không? Quả đấy tôi, các bạn thấy quả đấy tôi bay được không? Đúng rồi. Quả bóng ra tận góc mà Vinh vẫn bay bắt được luôn. Thế tôi là thứ ba đấy các bạn nhá. Được giải ba. Giải ba được rồi các bạn ạ. Rồi, vậy là tôi đã thua Vinh tiền lẻ ở cái clip này nhá. Rồi các bạn ơi, thì trước khi vào trận chung kết thì mọi người vẫn phải bốc phiếu để xem mọi người đá quả gì nhá. Rồi xem quả gì đây. Anh bóng gì? Y bóng nhựa mà. Bóng nhựa bạn ơi. Ôi tôi hôm nay hai lần đỏ thế nhỉ. Cả trận bán kết lẫn chung kết đều vào bóng nhựa các bạn. Các bạn này. Tôi bóng tennis các bạn ạ. Ui. Em ơi, tennis nó nhỏ xíu thật. Đấy, em đá là các vào chắc thật. Luôn. Okay. Thì bây giờ là trận chung kết nhá. Thì giờ trận này thì các bạn thích tôi chiến thắng hay là tôi tấu hài? Nếu mà tôi tấu hài thì không thể nào qua được thằng Hiếu rồi. Thằng Hiếu nó hay tấu hài. Giày tất nhỉ, trang bị rất đầy đủ nhá. Không biết là có bắt quả nào không. Nhưng hy vọng hôm nay là trận chung kết tôi đá bóng nhựa thì phải cố gắng mà 5 vào 4 ạ. Thì thể hiện là đúng đẳng cấp của tôi. Đó, Hiếu ơi, sẵn sàng cho em. Rồi, anh em. Rồi, ok nhá. Rồi, tôi sẽ cho đá quả đầu tiên này. Được chưa? Rồi. Bắt đầu ra được. Đây. Vẫn như đá với Vinh thôi các bạn ơi. 1-1. Hiếu với Vinh thì nó ngang nhau, cả hai thằng này khả năng không bắt được quả nào. Sang tiếp tục thứ hai thì bây giờ khó thế này thì khả năng tôi đoán, tôi nói trước cho thằng Hiếu nhá. Thôi không mày. Nói trước góc nào ạ? Tôi nói thế tôi lừa các bạn. Hiếu bây giờ mày có thích bắt góc nào? Góc nào cũng được. Anh sẽ đá góc bên trái này nhá. Rồi, tự tin nhá. Rồi. Vẫn vào mà. Nhỏ quá các bạn, nhỏ quá lên liệng nữa. Hiếu nó là sờ bóp bên trái nhưng mà liệng sẽ bên phải các bạn. Khó. Đâu làm gì được các bạn ơi. Đá quả bóng nhựa là quý đạo nó đi khó chịu lắm các bạn. Nó xoáy mà, vừa tôi bắt tôi biết mà. Vậy là bác Ngọt đã 2 vào 2 rồi. Giờ sẽ đến quả thứ 3 của bác Ngọt nhá. Rồi. Tôi phải cho Hiếu nó bắt được quả không rồi. Nó tí nó về nó khóc. Thôi. Hiếu đừng đi chơi mà. Yeah, các bạn ba ba. Các bạn thấy thằng Hiếu nó quay video nó chả nhiệt tình gì. Con đi chơi mà. Nhiệt tình mà thế nào? Chả thấy bay gì. Không làm gì được các bạn ơi, quả bóng nhựa nó vừa xoáy lại đi như thế thì không làm gì được thật các bạn ạ. Đúng. Hiếu nó bắt nó không bay mấy, vừa tôi vẫn bay đúng không? Quả thứ tư. Rồi. Đấy, chả bắt được cái đây. Đẩy được quả đây. Đấy, thế nó phải hay hơn đấy. Các bạn là thằng Hiếu tại nó không bắt được mấy quả nên là mặt nhìn nó hơi đần, hơi ngu. Tôi phải cho nó bắt được quả cho nó có tinh thần. Đã thế quả còn... sau thế lại vào. Anh ngoài anh cứ bốc phét đi, thì em sút quả tennis thì em sút thẳng mắt cận của anh luôn. Ok. Thẳng mắt cận hả? Vậy là bác Ngọt đã 4 vào 3 các bạn ạ. 4 vào 3. Bây giờ sẽ là quả thứ 5 của bác Ngọt nhá, chuẩn bị chưa? Thôi quả này thì lại phải vào thôi các bạn. Đúng rồi, vào đi. Vào ít quá thì thằng Hiếu nó tí nó thắng thì nó lại vô địch, nó lại khịa. Nó lại bảo là xoáy đấy. Ui xoáy thật đấy con ơi. Xoáy xoáy mà. Như vậy của tôi 5 vào 4 thì cơ hội chiến thắng của tôi nó cũng cao. Cũng cao rồi. Thì Hiếu khả năng cũng khó ấy. Được quả sút đầu tiên của tôi nhá. Tôi phấn đấu 5 vào 5 các bạn. Giành chiến thắng các bạn. Quả đầu tiên của Hiếu các bạn ơi. Ui. Vậy là một quả của Hiếu thì là ra ngoài các bạn. Như quả nó vào gôn thì không bắt được. Đúng rồi. Bóng nó rất là nhỏ. Bóng nó đi gần đến côn thì tôi mới nhìn thấy các bạn. Quả nó cũng khó nhưng mà thằng Hiếu các bạn. Hiếu ơi, trình độ của mày như thế là anh thấy là cũng tốt rồi. Vào cười đi. Em cười em đi. Còn 4 quả nữa cơ mà đúng không các bạn? Tôi còn 4 quả nữa anh cứ bắt đi. Rồi. Rồi các bạn ạ, quả đầu tiên của Hiếu đã trượt thì giờ đến quả thứ hai nhá. Các bạn ơi, đây gáy quả bóng nhựa đấy, tôi rút thẳng người luôn, không ăn được gì cả. Quả thứ 3 của Hiếu các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đi. Bắt đi các bạn ơi. Vẫn vào các bạn ơi. Vẫn vào các bạn ạ. Bắt đầu tôi gái. Hiếu sẽ sang quả thứ 4 các bạn ơi.
bắt đi. Bật vào mắt. Bật đi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, quả thứ 5 ở Hiếu này. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa? Bắt cho tôi gái. Ừ, các bạn ơi, vậy là trận chung kết thì mỗi người đều sút vào 4 quả nhá. Từ giờ sẽ đá hiệp phụ mỗi người 3 quả các bạn ơi. Không, bây giờ trận chung kết là tôi muốn bốc lần nữa. Hả? Ok. À, bốc lần nữa này. Bây giờ mày đồng ý không? Bốc lần nữa luôn. Chúng tôi thấy cái này là khó. Quá trời các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, hiệp phụ thì chúng tôi sẽ bốc quả khác nhá. Bốc này. Tôi vẫn chơi cái giữa các bạn. Tôi vẫn chơi cái này. Rồi, cái gì? Xem họ cái con này. Đây. Các bạn ơi, bác ngọt quả bóng đá cũng rất là lợi thế luôn. Các bạn ơi, đội bóng tennis các bạn. cũng ngang nhau rồi. Không, cả này thì tôi sẽ dã vào mồm bằng Hiếu rồi. Đúng rồi. Các bạn ơi, cũng ngang nhau luôn. Quả này trừ khi ai đá hỏng nhá các bạn nhá. Bác ngọt vào quả bóng đá có 7-8 mét này cứ đóng hết cửa, thằng Hiếu làm sao mà dám bắt. Ông trời hôm nay độ cho tôi rồi. Còn ông trời hôm nay không độ cho anh ngọt nữa đâu các bạn ạ. Bóng đá tôi bắt thì tôi còn có phản xạ, như tennis này thì thề luôn, dù có nhìn thấy cũng chẳng bắt được đâu các bạn ạ. Tôi sút quả đầu tiên nhá. Quả đầu tiên ở hiệp phụ. Được chưa? Rồi. Anh thích bên nào? Em ơi, đá tin luôn anh ấy. Nào. Thôi mình không bắt được rồi. Nọt nọt mà. Quả thứ hai của Hiếu ở hiệp phụ. Nắn đầu con côn đi. Liếm đầu con côn đi. Cả làng Hiếu hết cơ hội rồi. Các bạn ơi, bóng tennis mà không vào 3 vào 3 thì bác ngọt nóng vào bóng đá thì khả năng Hiếu thua cao rồi. Các bạn này, tôi chủ quan quả thứ hai hiệp phụ quá. Anh đã bảo rồi, em phải đá tin côn, bây giờ cũng phải đá thấy góc nào. Không đánh mất. Rồi lại nhầm giữa rồi. Tôi khôn rồi. Tôi nằm ra rìa toàn ra ngoài đấy các bạn. Đã liếm đòn côn đùa. Quả cuối cùng ở hiệp phụ của Hiếu các bạn ơi. Vẫn vào không? Quả đấy chắc Lâm bởi thủ môn chắc vẫn không làm gì được. 3 quả hiệp phụ của Hiếu thì vào 2 quả nha. Thì giờ sẽ đến 3 quả hiệp phụ của bác Ngọt với quả bóng đá. Hiếu ơi, em sẵn sàng chưa? Hiếu mà con nhắn nhủ gì với người nhà dựng rào với bác giảm gần đi. Quả đầu tiên hiệp phụ của bác Ngọt. Rồi. Rồi giờ cỡ ly gần thế này không phải suốt ra rìa làm gì hết. Quả Hiếu đã ui dù ui. Các bạn ơi, thằng không ở đây đẹp tí nữa thì không có cửa để mà vào đâu các bạn. Rồi các bạn ơi, một vào một rồi nhá. Tiếp tục quả hai cho tôi, quả này đá ra rìa tí vẫn lực mạnh nhá. Vẫn bảo thế Vinh và Thích đá đâu mỗi mà nhá. Bằng ngoài đây. Hả? Đóng mạnh vào ra đúng giữa mồm. Rồi, rồi ok. Quả thứ hai của hiệp phụ. Vừa bắt được mắt được chứ. Các bạn ơi, thằng Hiếu nó đã sợ rồi các bạn. Ôi giời, hỏng con côn rồi. Ui giời. Hỏng con côn rồi các bạn. Giờ sẽ là quả cuối cùng của bác Ngọt, xem bác Ngọt có vô địch hay không. Là quả cuối cùng này là các bạn ơi, nếu mà vào là bác Ngọt vô địch nhá các bạn nhá. Rồi. Bây giờ là 2 vào 2 rồi. Hiếu ơi, bây giờ mày thích bắt bên nào anh sút bên đấy. Anh cứ sút vào trúng gôn đi. Rồi ok các bạn. Vẫn thế à? Đóng hết cỡ. Rồi đúng rồi. Rồi. Vẫn thẳng. Thứ 3. Quả quyết định. Sợ là tin rồi. Các ai với cự ly gần như này thì không phải sút ra rìa gì mà cứ đóng thẳng. Cứ đợi. Rồi các bạn ơi, vậy là video đá BMT với tất cả các loại bóng to nhỏ khác nhau thì bác Ngọt đã là nhà vô địch nha. Chúc mừng bác Ngọt. Rồi các bạn có thấy video hay không? Các bạn mà thấy video hay hay các bạn thích chúng tôi đá kiểu gì thì các bạn cứ bình luận ở phía dưới video nhé các bạn nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.